ơi, xin chào mọi người đến với Chin Chin Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một loài vật vô cùng đáng yêu, đó là loài chinchilla. Và đây là em chinchilla của mình. Em ấy có tên là Chin Chin và hiện em ấy đang sinh sống tại Mỹ. Đó là lý do vì sao mà kênh của mình có tên là Chin Chin và những người bạn. Vì sau này mình sẽ dự định là sẽ phát triển kênh của mình với nhiều video hơn về loài chinchilla, loài vật vô cùng đáng yêu này. Trước tiên cho mình xin giới thiệu sơ về loài vật chinchilla này. Chinchilla thuộc bộ gặm nhấm và chúng phân bố ở những nơi có dãy núi Andes và chúng sống trình độ cao từ 3.500 đến 5.000. Mặc dù được gọi là chuột nhưng chinchilla không phải là chuột như mọi người, mà chinchilla thực ra là một loài sóc. Giới thân hình nhỏ bé từ 15 cho tới 22 cm và có đuôi dài từ 18 cho tới 30 cm, cân nặng tối đa là 30 gram. Tuy thấy em ấy nhỏ bé như vậy nhưng mà cái tuổi thọ của em ấy cực kỳ cao nha mọi người, là từ 15 cho tới 22 năm, cho nên những ai mà có dự định rước em ấy về thì phải đảm bảo rằng mình có đủ thời gian cũng như là có đủ trách nhiệm với em ấy từ 15 cho tới 22 năm nha mọi người, có khi hơn. Về đặc điểm ngoại hình là chinchilla có mắt, mũi và hai tai vô cùng to, đây là một trong những đặc điểm đáng yêu của loài vật này. Ngược lại là bốn chân của loài vật này thì vô cùng là ngắn, và móng vuốt của chúng không phát triển nha mọi người, móng vuốt của chúng cực kỳ ngắn, cho nên các bạn không cần lo lắng khi mà chơi với em ấy mà sợ bị chày xước da hay là để lại sẹo gì cả. Còn về thức ăn của loài vật này thì chinchilla là một loài vật gặm nhấm, ở ngoài thiên nhiên thì chúng ăn cây cỏ, rễ cây, lá cây, vỏ cây, còn đối với trong môi trường nuôi nhốt thì chúng sẽ được ăn thức ăn viên và cỏ khô. Còn về vấn đề sinh sản thì chinchilla có thời gian mang thai khoảng 118 ngày và có thể sinh tối đa từ 1 cho tới 2 em chinchilla con. Thì đó là những thông tin mà mình rút kết lại để cho mọi người rõ hơn về loài động vật đáng yêu này. Nếu mọi người thích thì hãy bấm nút like và nút theo dõi trang của mình để mình có động lực hơn để cho ra được nhiều video hơn về loài động vật đáng yêu này nha mọi người. Và đây cũng là một cái video đầu tiên mình làm về YouTube cũng như về loài động vật chinchilla. Thì nếu mà có những cái gì mà sai sót cũng như những thông tin chưa chính xác thì mọi người hãy bỏ qua cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.